Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 8 tháng 9 cho biết, nước này đã hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới hôm 6 tháng 9. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm này. KCNA thông báo, lễ hạ thủy tàu ngầm báo hiệu sự khởi đầu một chương mới trong việc củng cố lực lượng hải quân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và làm rõ hơn ý chí kiên định của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tăng cường hơn nữa khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân của nhà nước cả về chất lượng lẫn số lượng cũng như những bước nhảy vọt vì hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu. Chiếc tàu ngầm mới được đóng có khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân dưới nước nhân dịp này nhà lãnh đạo triều tiên đã thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và kêu gọi hải quân triều tiên trang bị các vũ khí hạt nhân chiến thuật